Khi đi cắt tóc, làm tóc, chúng ta sẽ được các tiệm choàng cho một chiếc áo hoặc là một chiếc khăn để tránh tóc hoặc là các chế phẩm tạo kiểu tóc rơi vào người và giữ cho quần áo được sạch sẽ. Chính vì một chiếc áo choàng được sử dụng đi sử dụng lại cho nhiều người mà mới đây tại Ấn Độ, 6 người đã bị nhiễm COVID-19. Vụ việc đang gây chấn động ngôi làng Bagaon ở thành phố Khargone, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, khi 6 người cùng bị phát hiện nhiễm COVID-19 khi đang đi cắt tóc. Theo điều tra ban đầu, một nam thanh niên của làng Bagaon làm việc cho một khách sạn tại thành phố Indore gần đó. Người này trở về nhà hôm 5 tháng 4 và đi cắt tóc, cạo râu. Sau đó, nam thanh niên thấy xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh nên đã tới bệnh viện kiểm tra và phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Khi vụ việc được phát hiện, 12 người đàn ông khác từng tới quán cắt tóc đều được đưa đi kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy 6 người trong số 12 người đã nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, người thợ cắt tóc lại có kết quả âm tính với virus. Bác sĩ DVS Verma, giám đốc chuyên môn tại bệnh viện thành phố Khargone cho rằng, thợ cắt tóc đã dùng chung áo choàng và dụng cụ khi cắt tóc cạo râu của người nhiễm bệnh với người khác. Điều này làm vô tình lây lan virus cho khách hàng khác. Trước đó, bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm COVID-19 khi tiếp xúc với du khách khi đang làm việc tại khách sạn. Hiện tại, toàn bộ ngôi làng đã bị phong tỏa, người thân của 6 người nhiễm mới được yêu cầu cách ly tại nhà và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại thành phố Khargone có 60 ca nhiễm, trong đó có 6 ca tử vong. Ấn Độ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa toàn bộ đất nước từ ngày 25 tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa, hàng triệu lao động nhập cư từ nông thôn Ấn Độ thất nghiệp phải trở về quê hương, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Nhiều chuyên gia đánh giá quốc gia 1,3 tỷ dân này có thể sẽ thất thủ trước COVID-19 bởi hệ thống y tế còn yếu và các ổ dịch tiềm ẩn ở nhiều khu ổ chuột đông đúc, kém vệ sinh tại các thành phố lớn.